làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Mộng tinh linh. Hiếu Hiếu, trễ như vậy rồi, bài tập của con vẫn chưa làm xong sao? Cậu một lúc thì viết văn, một lúc thì làm toán, một lúc lại làm anh văn. Như vậy bao giờ mới xong? Tớ viết được một nửa thì không biết viết nữa, thế nên mới đổi qua bài tập khác. Cậu làm vậy thì tâm sẽ loạn hết lên, cuối cùng không có cái gì học xong hết. Khi đọc sách đừng nghĩ khác, chưa đọc xong không đọc khác. Khi đọc sách và làm bài tập thì phải chuyên tâm nhất trí. Mộng tinh linh. Tiểu Sủng ca, Hiếu Hiếu, mau giúp em. Em thường xuyên ở trong mộng kể những câu chuyện thiện lương vui vẻ cho những đứa trẻ, nhưng bây giờ em bị cảm rồi, không thể mang lại vui vẻ cho trẻ em được nữa. Em rất là buồn. Mộng tinh linh biết kể rất nhiều câu chuyện. Nếu mình cũng nghe được em ấy kể chuyện thì tốt biết mấy. Mình cũng không cần phải buồn bực như bây giờ. Gần đây bài tập nhiều quá. Tiểu Sủng ơi, cậu có biện pháp gì không? Giúp mộng tinh linh đi. Tớ cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho mộng tinh linh không, bởi vì em ấy là tinh linh. Bệnh của tinh linh và các loài động vật bình thường không giống nhau. Tớ không có chút kinh nghiệm nào hết. Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng. Tớ có sách truyền chữa bệnh cho tinh linh đây rồi. Thật á? Lấy ra mấy cuốn đi, chúng ta cùng nhau học tập. Lấy ra mấy cuốn ư? Chúng ta cùng nhau học đi. Trong này toàn nói về chủng loại của tinh linh, không có nội dung chữa cảm cho tinh linh. Cậu biến ra cuốn sách khác đi. Không biết chủng loại của tinh linh, làm sao mà biết được phương pháp trị liệu nào mới là đúng? Xem hết một cuốn rồi hãy xem cuốn khác. Không được tham nhiều, nếu không cái gì cũng học không xong đâu. Hóa ra là một bộ của nó. Tiểu Sủng thật là bảo thủ. Cho xem mỗi cuốn nói về các loại bệnh. Có cách rồi. Muốn chữa bệnh cảm thì phải thu thập các cánh hoa rơi đủ màu vào buổi sáng sớm. Còn có nước xương trên bông hoa. Đến buổi tối giã thành bột rồi hấp thu ánh trăng. Tiểu Sủng ơi, xem này, mộng tinh linh khỏi rồi. Hiếu Hiếu, cậu đã chế tạo ra nước thuốc cho mộng tinh linh được rồi sao? Em cảm thấy khỏe lắm rồi, như là trong cơ thể tràn đầy năng lượng. Năng lượng hình như còn nhiều hơn lúc trước ấy. Em phải quay về trong mộng tiếp tục công việc của em đây. Cảm ơn hai người nhé.
Đừng quên tối nay đến kể chuyện cho anh nghe nhá. Mình sẽ không. Không. Tại sao mình vẫn chưa làm xong bài tập? Mộng Tinh Linh ơi, em ở đâu? Mộng Tinh Linh, sao em hứa mà không giữ lời thế hả? Mộng Tinh Linh, Mộng Tinh Linh, em sao vậy? Em đang ở đâu? Em ở trước mặt anh đấy. Sao em lại biến thành thế này? Em cũng không biết. Lúc mới uống thuốc thấy khỏe lắm, nhưng sau đó trở về thì không biết thế nào, từ từ lại biến thành thế này. Hình như sắp biến mất rồi, càng không có khí lực đâu mà kể chuyện. Quan trọng hơn nữa là pháp lực của em biến mất, túi câu chuyện của em cũng theo đó mà biến mất. Sau này em không thể kể chuyện cho các bạn nhỏ được nữa rồi. Tiểu Sủng, Mộng Tinh Linh bị làm sao vậy? Cái này vẫn là phải xem sách mới được. Tớ biết là cậu lấy đi của tớ hai cuốn sách, vốn là tớ không định xem nó. Cậu phải đọc hết từng quyển đi chứ. Cậu chế tạo thuốc như thế nào? Làm theo trong này này. Phương pháp này sai rồi. Nhất định là cậu chưa xem hết ba cuốn. Cậu có biết cậu ấy thuộc về chủng loại tinh linh nào không? Có biết loại bệnh gì không? Không phải là bị cảm à? Sai rồi. Cậu đọc tất cả các loại bệnh một lần thì cậu sẽ hiểu thôi. Hóa ra em ấy thuộc về chủng loại mộng tinh linh. Cái gì? Hóa ra em ấy không phải bị cảm mà là chứng khí hư. Hai loại bệnh này sao giống nhau thế? Làm tớ nhìn nhầm. Cậu lúc đó rất là vội vàng, trong lòng chỉ muốn Mộng Tinh Linh mau giúp đỡ, không phải thật lòng muốn chữa bệnh cho cậu ấy. Nếu không thì đã làm cho đàng hoàng. Đều là tại tớ không tốt. Bây giờ không chỉ một mình tớ không được nghe kể chuyện, mà những đứa trẻ khác cũng không được nghe nữa. Học bất kỳ tài năng kỹ thuật gì, không phải chỉ vì cái lợi trước mắt, mà còn phải có cái tâm phục vụ cho người khác, hoặc là nâng cao tố chất tu dưỡng của bản thân. Như vậy thì mới có thể ổn định tâm tình, học tập chắc chắn. Kiên nhẫn và nghị lực cũng nhờ đó mà được rèn luyện. Về sau học bất cứ cái gì cũng sẽ rất nhanh, tự nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều tri thức và trí huệ. Tớ sẽ làm cho đúng thuốc, nhưng mà có tận 3 cách trị liệu. Hay chúng ta thử cả 3 phương pháp đó đi. Không, tớ nghĩ là chỉ sử dụng một phương pháp thôi. Chỉ cần làm tốt một phương pháp thì hoàn toàn có thể chữa được khỏi bệnh. Phương pháp trị liệu này giống với chữa cảm, nhưng mà yêu cầu nghiêm khắc hơn. Hái cánh hoa màu đỏ trước, sau đó thu thập 9 giọt sương. Hấp thu ánh trăng lúc 9 giờ tối. Nước thuốc đây rồi. Mộng Tinh Linh ơi, em phải kiên trì đấy. Em khỏe rồi. Túi câu chuyện của em cũng tốt rồi. Cảm ơn các anh nhé. Không phải cảm ơn đâu. Thực ra lúc đầu là do anh làm nhầm thuốc. Anh phải xin lỗi em mới đúng. Tạm biệt. Vương Hy Chi là thư thánh trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng ông ấy từng học tập ở Lâm Trì, bên bờ Lan Đình, huyện Chiêu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ngày lại qua ngày, ông ấy khổ học những ưu điểm của các nhà thư pháp, tới nỗi quên ăn quên ngủ. Hồ nước ở bên cạnh cũng trở thành nơi mà ông ấy thuận tiện rửa bút. Thời gian qua lâu rồi, một hồ nước trong đã bị nhuộm thành màu đen. Đây là câu chuyện của Vương Hy Chi, vô cùng chuyên tâm học tập. Có thể thấy, học tập và làm việc đều phải chuyên tâm không tạp niệm. Một môn thâm nhập mới thực sự thu hoạch được trí thức và trí huệ. Vương Hy Chi thật là có nghị lực. Thế nên em cũng phải thật giống Vương Hy Chi luyện thư pháp, đọc sách phải chuyên tâm bền bỉ. Tìm Tiểu Hòa giúp vậy. Tiểu Hòa ơi, bạn có thể giúp mình giảng đề này không? Được. Bạn nghe hiểu chưa? Bạn giảng lại cho mình một lần nữa nhé. Không thành vấn đề. Chính là như vậy đấy, bạn hiểu chưa?
Không sao đâu, đừng gấp, mình giảng lại một lần nữa cho bạn. À, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé. Bạn thật có nghị lực, bạn nhất định sẽ học tốt. Đề này mình vừa nhìn là biết làm. Đúng thế, có rất nhiều tri thức tương thông lẫn nhau. Xong rồi, hay quá. Bạn làm nhanh quá. Chuyên tâm nhất trí có thể khiến chúng ta làm việc gì cũng nhanh. Mộng Tinh Linh, cảm ơn em. Không có gì, mặc dù em có chút pháp lực, nhưng quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân anh thôi. Anh nhá. Nhớ kỹ, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Hy vọng anh sau này tiếp tục nỗ lực. Tạm biệt. Tạm biệt. Học tập tri thức không thể tham lam, phải chuyên tâm không tạp niệm. Mục đích học tập cũng không phải vì cái lợi trước mắt, mà là nâng cao sự tu dưỡng đạo đức và tâm tính. Như vậy thì mới có thể chuyên tâm một chỗ, xây tốt công phu cơ bản. Khi kiên nhẫn và nghị lực của chúng ta được rèn luyện, thì là dù học cái gì cũng đều rất nhanh. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Đạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.